Trảm thần tập 31, truy sát nghệ ngữ, lao ngục hát ám chúc các bạn xem video vui vẻ. Những con quạ đen bay lượn trên bầu trời, phát ra tiếng kêu chói tai. Lâm Thất Dạ đi qua con đường nhỏ đổ nát, đi ra từ giữa hai ngôi nhà thấp, nhìn thấy bóng người đang ngồi xồm ở khoảng đất trống, anh thở dài bất lực, anh lại xông vào giấc mơ của tôi rồi. Lâm Thất Dạ từ từ lên tiếng, ở khoảng đất trống, Ngô lão cẩu mặc áo bệnh nhân không quay đầu lại, mà nhìn chăm chăm vào một vết chém trên mặt đất, như thể nhìn thấy cảnh tượng gì đó đôi mắt đục ngầu hiện lên một tiếng buồn bã nơi này chính là nơi sâu nhất trong giấc mơ của anh giọng ngô lão cẩu có chút thương tang nơi này đã từng có một người rất quan trọng với anh chết ở đây đúng không ánh mắt của lâm thất dạ rời khỏi ngôi nhà thấp quen thuộc không xa nhìn chằm chằm vào khoảng đất trống trước mặt trong đầu như thể lại trở về đêm mưa đó lại nhìn thấy bóng người cầm dao trong mưa đúng vậy một lúc lâu sau lâm thất dạ gật đầu vì vậy anh đã nhiều lần xông vào giấc mơ của tôi chính là để đến đây lâm thất dạ cao mày vớt cuộc anh muốn làm gì tôi chỉ muốn xem chúng ta có phải là cùng một loại người không ngô lão cẩu từ từ đứng dậy quay đầu nhìn lâm thất dạ sự đục ngầu trong mắt đã biến mất thay vào đó là một đôi mắt sâu thẳm và già dặn đây là lần đầu tiên lâm thất dạ nhìn thấy ngô lão cẩu đứng dậy từ tư thế ngồi xồm nói chuyện với anh bằng giọng điệu của một người bình thường kết quả thì sao đúng vậy ngô lão cẩu gật đầu nhẹ khẳng định nói chúng ta là cùng một loại người lâm thất dạ nhìn ngô lão cẩu hồi lâu từ từ hỏi giữa anh và đội linh môi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngô lão cẩu sửng sốt dường như nhớ lại ký ức nào đó trong mắt hiện lên vẻ đau khổ ông lắc đầu tôi không thể nói cho anh biết vậy thì tôi đổi câu hỏi khác lâm thất dạ lại lên tiếng anh có muốn ra khỏi đây không nơi này ư trai giới không muốn ngô lão cẩu không chút do dự dứt khoát lắc đầu tại sao bên ngoài có người muốn giết tôi ngô lão cẩu bình tĩnh nói tôi vẫn chưa thể chết được thấy thái độ kiên quyết của ngô lão cẩu lâm thất giả đành từ bỏ ý định kéo ông ta vào nhóm nhưng sự nghi ngờ ở trong lòng lại càng thêm sâu sắc bên ngoài có người muốn giết ông ta là ai đội linh môi sao nhưng nếu anh muốn rời khỏi đây tôi có thể giúp anh ngay khi lâm thất giả đang suy nghĩ ngô lão cẩu đột nhiên lên tiếng lâm thất giả hơi sửng sốt tại sao lại giúp tôi anh không nên bị nhốt ở đây ngô lão cầu lắc đầu anh không thuộc về nơi ngô lão cẩu tiếp tục nói nhưng muốn rời khỏi trai giới không phải dễ dàng như vậy phải đợi đến khi thời cơ chín muồi khi nào mới được coi là thời cơ chín muồi không biết lâm thất dạ nhìn ngô lão cầu nhất thời không thể phân biệt được rốt cuộc ông ta là đang giả vờ bị bệnh tâm thần hay thực sự bị bệnh tâm thần đến lúc đó tôi sẽ nói cho anh biết ngô lão cầu vỗ vai anh khoảnh khắc tiếp theo cảnh vật xung quanh sụp đổ ý thức của lâm thất dạ nhanh chóng trở về với cơ thể cách đó hàng nghìn dặm trên sa mạc hoang vu gió lớn thổi mạnh cát vàng mạn thiên bay lên sâu trong sa mạc không một bóng người này một cơn bão cát lớn che trời lấp đất đột nhiên không gian trên đường đi của cơn bão cát bị bóp méo một bóng người mặc bộ vest đuôi tôm màu đen xuất hiện giữa không trung quay đầu nhìn về phía trung tâm cơn bão cát cao mày một lũ linh cầu phiền phức người đó lạnh lùng khẽ hừ một tiếng ánh sáng lấp lánh kỳ lạ lan tỏa từ không gian xung quanh anh ta bóng anh ta bắt đầu trở nên mờ ảo biến mất khoảnh khắc tiếp theo bảy cây cột khổng lồ màu bạc xuyên thủng tầng mây từ trên trời rơi xuống với tốc độ cực nhanh những vòng cung điện nhảy múa giữa bảy cây cột bạc chính xác đập vào thân thể của ngữ đồng tử của ngữ đột nhiên co lại ầm um. bảy cây cột bạc chứa đựng sấm sét như một chiếc búa của thần sấm ầm um, ầm um đập xuống sa mạc mênh mông cơn gió cùng loạn trực tiếp va chạm với cơn bão cát không xa phát ra tiếng rít gào âm trầm toàn bộ sa mạc đều dung chuyển dữ dội khụ 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 bóng dáng của ngữ xuất hiện cách bảy cây cột bạc 100 trăm mét cuối đầu họ dữ dội bộ vest đuôi tô màu đen đầy vết cháy xém và cát trông vô cùng thảm hại phía sau anh ta bảy cây cột bạc cắm sâu vào cát mỗi cây chỉ hở ra nửa đoạn trong không khí nhưng ngay cả nửa đoạn này cũng cao tới hàng chục tầng lầu cắt vàng cuồn cuộn ánh nắng trói trang chiếu vào những cây cột bạc tạo nên một quần sáng khẽ xoẹt một vòng cung điện kết nối bảy cây cột khổng lồ ngay sau đó bảy bóng người mặc áo choàng đen đội mũ trùm rộng lớn xuất hiện từ trong ánh điện đứng lặng lẽ trên đỉnh mỗi cây cột họ cúi đầu chiếc mũ trùm rộng che khuất khuôn mặt của từng người trong bóng tối không nói một lời giống như một nhóm người phán xét lạnh lùng linh môi ngự đứng trong xa mạc một cách thảm hại ngẩng đầu nhìn bảy bóng đen trong mắt hiện lên vẻ oán độc hai năm rồi các người đã truy đuổi tôi chỉnh chỉnh hai năm rồi các người rốt cuộc muốn thế nào bảy bóng đen đứng trên đỉnh những cây cột bạc như những bức tượng bất động im lặng hồi lâu tất cả mọi người đồng thời thốt ra một âm tiết đơn giản mà rùng rợn giết giết chữ vừa thốt ra mây đen kéo đến dưới bầu trời u ám cơn gió lốc dữ dội đột ngột xuất hiện cát vàng bên cạnh ngữ bị cuốn lên đồng thời từng lưỡi dao gió sắc bén từ trong cơn gió lốc bắn ra nhắm thẳng vào mặt ngữ sắc mặt ngữ vô cùng khó coi xung quanh anh ta một lần nữa xuất hiện ánh sáng huyền ảo nhanh chóng tối đi biến thành một xoáy nước đen ngòm sâu thẳm xuất hiện bên cạnh anh ta nuốt chừng tất cả những lưỡi dao gió anh ta nhìn chằm chằm vào những người trước mặt một lúc sau anh ta cười lạnh được ký nhiên các người nhất quyết muốn dồn tôi vào đường cùng vậy thì tôi cũng phải tặng các người một món quà lớn giọng nói vừa dứt anh ta dẫm mạnh xuống đất ảo ảnh tràn ngập trên cát vàng ngay sau đó hàng chục xúc tu ác mộng thô to từ trong cát chui ra như tia chớp vung về phía những cây cột bạc sấm sét nổi lên sấm sét khủng khiếp từ bảy cây cột khổng lồ chém ra trong chốc lát đã tiêu diệt tất cả các xúc tu ác mộng tuy nhiên sau khi tất cả ác mộng tan biến bóng dáng của ngữ cũng biến mất không còn dấu vết hắn ta đi về phía biển đông nam giọng nói âm trầm truyền đến từ dưới một chiếc mũ chùm trên bảy cây cột khổng lồ người đàn ông đứng đầu hơi nhào mắt ngẩng đầu nhìn về hướng ngữ rời đi trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc biển đông nam sau đó anh ta như nghĩ đến điều gì sắc mặt hơi thay đổi phía trước chính hòn đảo nơi có nhà tù trai giới sở trên những con sóng dữ dội ba bóng người đứng giữa không chung người đứng đầu từ từ hạ ống nhòm xuống bình tĩnh nói thẩm thanh trúc hơi nheo mắt nhìn về phía chấm đen trên mặt biển xa xa do dự một lúc rồi hỏi chỉ với ba chúng ta có thể đột phá được hệ thống phòng thủ của nhà tù tối tân nhất đại hạ này không chỉ dựa vào chúng ta thì tất nhiên là không được người thứ hai từ từ lên tiếng nhưng nghệ ngữ đại nhân đã bố trí cho nhà tù trai giới sở này trong nhiều năm chúng ta chắc chắn không phải là phương tiện duy nhất của ngài ấy chúng ta không cần nghĩ nhiều, chỉ cần làm theo lời nghệ ngữ đại nhân dặn, hoàn thành nhiệm vụ là được người thứ năm bên cạnh quay đầu lại, nhìn thầm thanh trúc với vẻ nghi hoặc, lên tiếng, người mới, tại sao cô lại đeo mặt nạ, chúng ta tín đồ khi làm nhiệm vụ luôn luôn để mặt thật, cần gì phải che che giấu giấu. Đây là lời dặn của nghệ ngữ đại nhân thẩm thanh trúc sờ sờ trước mặt nạ cáo trắng trên mặt, bình tĩnh trả lời, tôi còn quá trẻ, tướng mạo cũng không đủ giữ tợn, khi làm một số nhiệm vụ đặc biệt, rất dễ bị người ta coi thường. Chỉ có che mặt thì người khác mới không nhìn ra được thực hư, thì ra là vậy. Nghệ ngữ đại nhân đúng là rất coi trọng cô người thứ năm có chút ghen tị lên tiếng. Quay lại vấn đề chính, người thứ hai khẽ lên tiếng, chúng ta muốn gây ra hỗn loạn trong nhà tù trai giới sở, trước tiên phải tiếp cận được nó. Xung quanh nhà tù trai giới sở có rất nhiều tháp canh, đi từ trên biển chắc chắn sẽ bị phát hiện, vì vậy cách tốt nhất là lặn xuống bơi qua người thứ hai khẽ vung tay, không biết từ đâu biến ra ba bộ đầu lặn, ném vào tay hai người, bơi qua, người thứ năm cao mày tại sao không thể dùng cấm hư trực tiếp dịch chuyển từ dưới đáy biển qua bán kính 300 trăm của hòn đảo đó đều nằm trong phạm vi bức xạ của chấn hư bi đến gần nó thì cấm hư sẽ mất tác dụng nếu thực sự làm theo cách cô nói thì sau khi chúng ta dịch chuyển chắc chắn sẽ bị ép ra khỏi không gian ở vị trí 300 trăm sau đó bị bắn tỉa bắn chết không kịp trở tay được rồi thẩm thanh chúc nhận lấy bộ đồ lặn hơi sừng sốt quan sát kỹ bộ đồ lặn một lúc lâu phát hiện trên bề mặt của nó được khảm rất nhiều chấm trắng kỳ lạ bộ đồ lặn này có vẻ không giống với bình thường Đúng vậy, vùng biển gần đây đều nằm trong phạm vi cảm biến sona đặc biệt của nhà tù trai giới sở, bất kể là tàu ngầm, ngư lôi, thậm chí là một con cá biển bình thường đến gần, đều sẽ bị phát hiện, sau đó bị cả nano tiêu diệt trực tiếp, người thứ năm không nhịn được mà phàn nàn, khu vực gần hòn đảo đó, ngay cả cá cũng không được phép tồn tại sao, quá nghiêm ngặt rồi chứ, hơn nữa, trong biển có nhiều cá như vậy, họ giết hết nổi sao, người thứ hai nhìn bộ đồ lặn trong tay, lại lên tiếng, tôi chỉ lấy ví dụ thôi cảnh sát nhà tù trên đảo sẽ định kỳ giải một loại chất nào đó xuống vùng biển gần đó để xua đuổi đàn cá thông thường sẽ không có cá nào vào khu vực đó bộ đồ lặn trên tay các người đều là mua bằng giá cao trên chợ đen được làm bằng vật liệu đặc biệt có thể tránh được sự dò tìm của sona giúp chúng ta bí mật vượt qua vùng biển 300 trăm mét đó thẩm thanh trúc gật đầu như có điều suy nghĩ người thứ hai nghiêm túc dặn dò đúng rồi lát nữa sau khi bơi lên đảo nhất định phải nhớ ẩn núp thật kỹ phải đợi đến khi tín hiệu mà nghệ ngữ đại nhân nói xuất hiện thì mới được hành động rõ một bên của hòn đảo sóng trắng đập vào đá ngầm đen phát ra tiếng ầm ầm hai bóng người mặc đồ lặn theo từng đợt sóng bị cuốn lên bãi cạn một tên mập trong số đó nằm vật ra bãi cạn tháo mặt nạ dưỡng khí vẻ mặt như muốn chết hụ 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 mày chết ông đây rồi quãng đường 300 trăm mét này sao lại xa thế này tào uyên tháo mặt nạ nhìn quanh một lượt cao mày nơi này tầm nhìn quá thoáng dễ bị cảnh sát nhà tù tuần tra phát hiện đến khu rừng bên kia đi tào uyên chỉ tay về phía khu rừng không xa Bách Lý Mập thở dài, khó khăn đứng dậy, theo Tào Uyên nhanh chân chạy đến khu rừng, sau khi xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, liền ngồi phịch xuống, cả đời này của ông đây, chưa từng bơi quãng đường dài như vậy, Bách Lý Mập cởi bộ đồ lặn, sờ bụng lép kẹp, như nhớ ra điều gì, quay sang Tào Uyên, đúng rồi, cho tôi mấy miếng bánh quy nén, hơi đói rồi Tào Uyên lướt hắn, chúng ta trôi trên biển lâu như vậy, đã ăn hết từ lâu rồi, ăn hết rồi sao? Tôi còn chưa ăn mấy miếng, Bách Lý Mập trợn tròn mắt, Tào Uyên, anh giỏi lắm tôi trả tiền bộ đồ lặn cho anh, anh còn dám lén ăn bánh quy của tôi. Tào Uyên trợn trắng mắt, anh tự ăn bao nhiêu, trong lòng không có số sao. Bách Lý Mập hưởng lại, ngẫm nghĩ một lúc, hơi trột dạ ho khan vài tiếng, ừm, cũng không đói lắm, có thể nhịn được. Đúng rồi, chúng ta đã vào được hòn đảo này rồi, bước tiếp theo làm gì? Anh hỏi tôi, khóe miệng Tào Uyên giật giật, không phải anh nói, anh đã có một kế hoạch hoàn chỉnh rồi sao? Bách Lý Mập gãi đầu, ồ, kế hoạch của tôi là, lên đào rồi tùy cơ ứng biến tảo uyên đè nén sự thôi thúc rút dao chém chết tên mập không đáng tin này hít sâu một hơi từ từ nói bây giờ chúng ta tuy đã lên đảo nhưng vẫn chưa vào được phạm vi của trai giới sở thấy những bức tường thép cao ngất kia không bên trong đó mới là trai giới sở thực sự mà muốn vào được trai giới sở chỉ có một con đường duy nhất là cổng chính nơi đó có rất nhiều quân đội canh gác nghiêm ngặt vô cùng cho nên bây giờ nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là phải nghĩ cách vào được từ đó anh ngần người ra làm gì vậy Tảo Uyên thấy Bách Lý Mập vẫn luôn ngơ ngẩn nhìn ra mặt biển, không nhịn được mắng. Không phải. Bách Lý Mập nhìn chăm chăm bãi cạn trước mặt, rụi dụ rụi mắt. Sao tôi lại thấy, lại có ba người lên đảo này, có phải tôi hoa mắt không? Tảo Uyên sửng sốt, quay đầu nhìn về phía bãi cạn mà họ vừa mới lên. Chỉ thấy ba bóng người mặc bộ đồ lạn giống họ, đang lén lút đứng dậy từ bãi cạn. Họ nhìn quanh một lượt, trao đổi gì đó, rồi đi thẳng về phía khu rừng nơi hai người ẩn núp. Không nên như vậy. Tảo Uyên ngây người nhìn cảnh này, anh ta thắc mắc, Ngoài chúng ta ra, sao còn có người lạn lên hòn đảo này? Chẳng lẽ tôi đi lâu quá, nơi này đã được cải tạo thành căn cứ lặn tự do rồi sao? Đang lúc Tào Uyên nghi hoặc, ba người đối diện đã đi vào trong rừng. Họ thấy hai người đang ngồi xổm trên mặt đất và cùng lúc rừng sốt. Ánh mắt của năm người va vào nhau, không khí trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Năm người cứ thế rằng co một lúc lâu, mắt to trường mắt nhỏ, cả bức tranh không thể nói nên lời kỳ quái. Cuối cùng, vẫn là bách lý mộc phá vỡ sự im lặng trước. Khụ khụ, cái kia các anh cũng đến căn cứ lạn để nghỉ dưỡng sao bách lý mập gãi đầu tham dò mở lời căn cứ lạn nghe thấy bốn chữ này ba người tín đồ cùng lúc sửng sốt nhìn nhau trong mắt của hàng thứ năm càng nhiều hơn là nghi hoặc và chất vấn hắn nhìn chằm chằm vào mắt hàng thứ hai như muốn nói không phải anh nói đấy chính là trai giới sở sao căn cứ lạn là cái quỷ gì mà trong mắt hàng thứ hai chỉ còn lại sự hoang mang sâu sắc cùng với sự nghi ngờ bản thân không đúng rõ ràng tình báo nói là ở đây sao lại là căn cứ lạn được chẳng lẽ tình báo sai rồi sao? còn về phần thẩm thanh trúc, hắn nhìn hai tín đồ bên cạnh, lại nhìn bách lý mập và tào uyên không xa, biểu cảm dưới lớp mặt nạ vô cùng đặc sắc. a à, a à, ha 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 hàng thứ năm và hàng thứ hai trao đổi ánh mắt đơn giản, người trước cười gượng, đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi chính là câu lạc bộ lặn này đến đây chơi, các anh cũng đến chơi sao? bách lý mập và tào uyên nhìn nhau, cũng cười ha ha, đúng vậy, chúng tôi cũng vậy, ha ha ha, ờ chào mừng Chào mừng, ha ha ha, cùng vui cùng vui, cảnh đẹp ở đây thật tuyệt, đúng đúng đúng, anh nói đúng ùm um, ùm, um. ùm. Sau một hồi đối thoại chẳng có chút dinh dưỡng nào, lại còn kỳ quái đến mức không thể kỳ quái hơn, không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng, hàng thứ năm lướt mắt nhìn hàng thứ hai và thầm thanh chúc, rồi bước nhanh về phía xa, hàng thứ năm nói, cái kia, chúng tôi đi dạo bên kia, các anh cứ tiếp tục, ở, tắm nắng đi, chúng tôi không làm phiền nữa nhé, được được, chơi vui vẻ nhé, ừm um, ừm, um, nhất định ba người tín đồ nhanh chóng đi vào sâu trong rừng đảm bảo rằng hai người kia đã không nhìn thấy nữa lúc này mới dừng bước hàng thứ năm tức giận mở lời anh làm sao vậy sao lại đưa chúng tôi đến căn cứ lặn hàng thứ hai đáp tôi cũng không biết nữa có thể là tình báo sai sót trong mắt hàng thứ hai hiện lên vẻ hoang mang sau đó hắn đột nhiên sững sờ như nhận ra điều gì đó không đúng nếu đây không phải là trai giấy sở tại sao chúng ta lại không thể sử dụng cấm hư nghe thấy câu này hàng thứ năm cũng sững sờ đúng vậy nơi này không thể dùng cấm hư chẳng lẽ ngoài trai giới sở còn có hòn đảo nào khác có thể làm được điều này ý anh là đây chính là trai giới sở hàng thứ năm gãi đầu nhưng nếu như vậy thì hai người vừa nãy họ giả vờ hàng thứ hai lúc này đã hoàn toàn phản ứng lại đôi mắt hơi nheo lại căn cứ lạn chó má gì toàn là giả bọn họ cũng không giống cảnh sát có lẽ cũng giống như chúng ta chết tiệt bị chúng lửa rồi hàng thứ năm mắng mỏ vậy chúng ta về trước giết chết chúng không được ngay lúc này thẩm thanh chúc người vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng, hai người kia cùng quay đầu nhìn hắn, hai người đó ký nhiên cũng có thể lên được hòn đảo này thì chứng tỏ bọn họ cũng không đơn giản, đây là chai giấy sở, chúng ta không thể sử dụng cấm hư, lỡ như bọn họ có thủ đoạn đặc biệt nào đó, chúng ta chưa chắc đã thắng được, hơn nữa, cho dù có thể thắng thì động thủ với bọn họ một cách mạo hiểm cũng sẽ gây ra động tĩnh, ngược lại sẽ bại lộ bản thân, thẩm thanh trúc nghiêm túc nói, ngài ảo ngữ không phải đã nói rồi sao, trước khi thời cơ đến, đừng đánh rắn động cò, thẩm thanh trúc tiếp lời hai tín đồ lập tức chìm vào suy tư hắn nói đúng chúng ta thực sự không nên xung đột với bọn họ chỉ cần bọn họ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta bọn họ muốn làm gì cũng không liên quan đến chúng ta hàng thứ hai gật đầu đồng ý ừm hàng thứ năm quay đầu nhìn về phía hai người kia hy vọng bọn họ cũng thông minh một chút giữ im lặng với chúng ta tôi nói lão tào chốt cuộc là chuyện gì vậy bách lý béo cao mày nhìn tào uyên sau khi ba người kia đi thực sự là căn cứ lạn sao không nên như vậy chứ tào uyên trầm ngâm một lúc đột nhiên sững sờ, không đúng, đây chính là chai giấy sở, nơi này có uy áp của trấn hư bia, xung quanh chai giấy sở, sao có thể có căn cứ lạn được, bách lý béo sững sờ, vậy ba người vừa nãy Bọn họ có vấn đề, Tào Uyên khẳng định, biết đâu, bọn họ cũng giống như chúng ta, cũng muốn đến cướp ngục, bách lý béo vỗ đùi, tôi đã nói mà, đặc biệt là tên đeo mặt nạ cáo trắng kia, nhìn là biết không phải người tốt, bách lý béo đứng dậy, thấy Tào Uyên vẫn cau mày không vui, liền hỏi, anh đang nghĩ gì vậy, tôi đang nghĩ, liệu bọn họ có phá hỏng kế hoạch cướp ngục của chúng ta không? Tào Uyên đáp, Bách Lý Béo sững sờ, chúng ta có kế hoạch sao? Tào Uyên trợn mắt, tiếp tục nói, mặc dù không có kế hoạch nhưng nếu bọn họ hấp tấp muốn xông vào chai giới sở, bị cảnh sát nhà tù phát hiện, sau khi bắt được bọn họ, chắc chắn sẽ huy động một lượng lớn cảnh sát để lục soát toàn bộ hòn đảo, xem còn có kẻ nào lọt lưới không. Như vậy, chúng ta sẽ bị động Bách Lý Béo suy nghĩ, vậy chúng ta đi trói bọn họ lại để tránh bọn họ phá hỏng chuyện đây là trai giấy sở không thể sử dụng cấm hư chúng ta chỉ có hai người chưa chắc đã đánh lại được ba người bọn họ tào uyên còn chưa nói hết lời cả người đột nhiên ngây ra chỉ thấy bách lý béo sờ vào sợi dây chuyền một luồng ánh sáng vàng bao quanh hắn hắn ngẩng đầu nhìn tào uyên biểu cảm có chút kỳ lạ anh vừa nói gì cơ tào uyên trầm ngâm vài giây tôi nói đánh bọn họ trong rừng cây ba người tín đồ đang nhanh chóng đi qua hàng thứ hai vừa cảnh giác quan sát xung quanh vừa nói với hai người bên cạnh, cổng chính của trai giới sở được canh gác nghiêm ngặt, chúng ta không thể sử dụng cấm hư, không thể đi qua được. Bây giờ nhiệm vụ chính của chúng ta là tìm nơi ẩn nấp, đợi tín hiệu xuất hiện, rồi mới hành động. ùm um, hàng thứ hai đột nhiên dừng bước. Sao vậy? Hàng thứ năm cao mày, nhìn hàng thứ hai, hàng thứ hai không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người, nhìn chăm chăm vào khu rừng phía sau. Một lúc sau, hai bóng thiếu niên từ từ bước ra từ đó, là bọn họ. Hàng thứ hai cao mày, bọn họ tự tìm đến cửa khóe miệng hàng thứ năm nở nụ cười lạnh đã như vậy đừng trách chúng ta không khách sáo một bên biểu cảm dưới mặt nạ của thẩm thanh trúc trở nên nghiêm trọng hắn đang định mở miệng nói gì đó thì bách lý báo đối diện đột nhiên cười lớn một luồng ánh sáng vàng xuất hiện trên ngực hắn he 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 tên trộm run rẩy dưới uy lực của tiểu gia đi nào một cơn gió biển thổi qua khu rừng trên đảo làm cho lá cây trong rừng xào xạc bách lý béo vỗ tay nhìn ba người bị trói chặt trước mặt gật đầu hài lòng cái gì thế tôi còn tưởng là nhân vật khó nhằn nào, không ngờ lại dễ dàng bắt được như vậy hàng thứ hai. Hàng thứ năm, thẩm thanh trúc, Tào Uyên cẩn thận quan sát ba người bị trói lại với nhau, biểu cảm kỳ lạ nói, cách trói của anh, có vẻ không ổn lắm, không ổn sao, bách lý béo có chút nghi hoặc, cách trói này, ừm, tôi chỉ thấy trong một số bộ phim đặc biệt thôi, Tào Uyên do dự nói, nói thật, anh trói họ hơi quá hấp dẫn rồi, hấp dẫn sao, bách lý béo gãi đầu, cách trói này là các chị hầu gái dạy tôi, có vấn đề gì không, khóe miệng tào uyên hơi giật giật không không có gì chỉ cần có thể trói được bọn họ Chói thế nào cũng được bách lý béo không để ý vung tay hắn đi đến trước mặt hàng thứ hai hất cảm về phía hắn này ngoan ngoãn ở đây đừng có mà lung tung nhé nếu để tiểu gia tôi phát hiện các người có hành động khác thường tiểu gia tôi sẽ chặt các người ra làm đôi hàng thứ năm chừng mắt nhìn bách lý béo vẻ mặt như muốn lột ra hắn hắn đang định nói gì đó thì hàng thứ hai bên cạnh dùng vai hích hắn một cái ra hiệu cho hắn được rồi ở đây không nên nán lại lâu chúng ta phải nghĩ cách vào trai giới sở tào uyên nhìn bức tường thép đen không xa nói với bách lý béo bạn đang xem chạm thần tại kênh youtube di các phim bách lý béo gật đầu theo tào uyên lặng lẽ đi về phía trai giới sở đợi đến khi hai người đi xa hàng thứ năm mới nhịn không được mở miệng chết tiệt tức chết mất thằng nhóc đó chỉ dựa vào việc mình có nhiều cấm vật mà thôi vậy mà lại vênh váo như vậy hắn muốn vênh váo thì cứ để hắn vênh váo nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là ẩn núp chờ tín hiệu chẳng lẽ người thật sự muốn vì nhất thời muốn thể hiện bản lĩnh mà bị tên mập kia giết chết ở đây sao? Hàng thứ hai bình tĩnh nói, muốn báo thù, đợi đến khi tác dụng của chấn hư bia được giải trừ cũng chưa muộn. Hư, sớm muộn gì lão tử cũng giết chết hắn. Hàng thứ năm hừ lạnh một tiếng, hàng thứ hai quay đầu nhìn thẩm thanh trúc, người mới, sao ngươi vẫn không nói gì vậy? Thẩm thanh trúc lặng lẽ nhìn bóng lưng hai người rời đi, lắc đầu, ta chỉ là, không muốn nói trai giấy sở, Lâm thất dạ và An Khanh Ngư ngồi dưới bóng cây, vừa trầm ngâm vừa thỉnh thoảng dùng cành cây vẽ lên mặt đất trước mặt những đường nét phức tạp nhìn thoáng qua đã thấy chóng mặt toàn bộ địa hình trai giới sở cơ bản là như vậy lâm thất dạ cẩn thận quan sát bức tranh trên mặt đất hồi lâu gật đầu mỗi tòa nhà mỗi tháp canh mỗi cửa ải đều đã tìm hiểu rõ ràng còn lại chính là tìm ra một phương án vượt ngục khả thi an khanh ngư trầm ngâm một lát bây giờ anh có ý tưởng gì không sau nhiều ngày như vậy tôi cũng nghĩ ra một phương án nhưng không được hoàn thiện lắm Lâm thất dạ từ từ nói. Ừ, nói thử xem ý tưởng của tôi là. Lâm thất dạ nói rõ ý tưởng của mình, mắt An Khanh Ngư dần sáng lên, sau đó liền chìm vào suy tư. Ý tưởng này khả thi nhưng cần một số điều kiện bên ngoài. Đúng lúc hai người đang thảo luận, trên bầu trời cách trai giới sở vài km, đột nhiên xuất hiện những luồng ảo quang mờ ảo. Tiếp theo đó một góc trời vỡ ra. Đinh, tiếng nổ giòn giã vang vọng khắp bầu trời. Lâm thất dạ và An Khanh Ngư đang thảo luận dưới gốc cây sừng sốt, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên một thiên thạch xuất hiện từ bầu trời vỡ nát và mang theo động năng khủng khiếp lao xuống bề mặt thiên thạch ma sát với không khí ở tốc độ cao bùng cháy ngọn lửa chói mát thiên thạch sao an khanh ngư nghi hoặc lên tiếng thiên thạch từ đâu ra vậy lâm thất dạ đứng dậy khỏi mặt đất nhéo mắt nhìn thiên thạch đang lao xuống nhanh chóng trên bầu trời hướng hạ xuống của nó chính là vị trí trai giới sở đây không phải thiên thạch bình thường lâm thất dạ khẳng định đây là do có người cố ý tạo ra an khanh ngư nhìn chằm chằm thiên thạch đang lao xuống nhanh chóng trên bầu trời trong mắt hiện lên một tia xám xịt anh ta lắc đầu chỉ bằng mức độ tấn công này muốn phá hủy trai giới sở vẫn còn quá ngây thơ cùng lúc đó tại khu vực văn phòng trai giới sở thiên thạch sao giám thị nhà tù tạm quyền tạ vũ nghe hai chữ này Như mày hiện tượng tự nhiên hay do con người tạo ra xác suất lớn là do con người tạo ra một cảnh sát nhà tù nói tạ vũ đi đến bên cửa sổ nhào mắt nhìn thiên thạch sắp rơi xuống trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường tôi biết rồi thông báo cho quân đội đi bắn hạ nó tạ vũ ra lệnh vâng cảnh sát nhà tù đáp lời ông tiếng còi báo động chói tai vang vọng khắp chai giấy sở tất cả các tù nhân đều dừng động tác trong tay vẻ mặt có chút hoảng loạn thời gian hoạt động tự do kết thúc tất cả mọi người lập tức trở về phòng giam nhắc lại một lần nữa thời gian hoạt động tự do kết thúc tất cả mọi người lập tức trở về phòng giam một giọng nói vang lên những tù nhân vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nghi hoặc nhìn xung quanh nghe nói có thiên thạch sắp rơi xuống từng người một nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ăn muốn xem thiên thạch này rốt cuộc trông như thế nào nhưng ngay sau đó một lượng lớn cảnh sát nhà tù xuất hiện tay cầm súng thúc giục tất cả các tù nhân trở về phòng giam của họ chỉ trong chốc lát toàn bộ khu vực hoạt động gần như đã được dọn sạch hoàn toàn an khanh ngư và lâm thất dạ nhìn nhau lâm thất dạ trầm ngâm một lúc rồi nói trở về trước đã tình hình hiện tại có chút không ổn hơn nữa kế hoạch vẫn chưa hoàn chỉnh cẩn thận vẫn hơn an khanh ngư gật đầu rồi nhanh chóng chạy về phía phòng giam lâm thất dạ dùng chân xóa sạch bản vẽ trên mặt đất từ xa một nhân viên y tế nhanh chóng chạy tới nhân viên y tế này cũng là tuân theo lệnh của bác sĩ lý đưa lâm thất dạ trở về bệnh viện để bảo vệ đề phòng có chuyện bất chắc xảy ra lâm thất dạ vừa đi về phía bệnh viện cùng nhân viên y tế vừa ngẩng đầu nhìn thiên thạch đang phóng to nhanh chóng trên bầu trời anh ta biết chỉ bằng thiên thạch này không thể gây ra mối đe dọa đối với trai giới sở nhưng anh ta vẫn rất tò mò trai giới sở sẽ xử lý như thế nào ngay khi lâm thất dạ sắp bước vào bệnh viện hai quả tên lửa đồng thời bay lên bầu trời từ mặt đất kéo theo vệt khói dài, bay chính xác về phía thiên thạch đang rơi xuống. Ngay sau đó, hai quả tên lửa đã bắn trúng thiên thạch đang lao xuống nhanh chóng, tiếng nổ ầm ầm truyền đến từ trên bầu trời, trong ngọn lửa cuồn cuộn, những mảnh vỡ thiên thạch vụn vỡ rơi xuống từ trên cao, rơi thẳng xuống biển. Thiên thạch rơi xuống chai giới sở này đã dễ dàng tan rã giữa không trung như vậy, thì ra trên đảo còn dấu tên lửa. Lâm Thất Dạ lầm bầm, bước vào bệnh viện, có thể gây ra một cuộc tấn công ở mức độ này, chắc chắn là một cường giả hàng đầu. Tuy nhiên, nếu đã là cường giả hàng đầu thì hẳn phải biết chỉ bằng cuộc tấn công này không thể phá hủy trai giới sở chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy thiên thạch đã rơi xuống một cảnh sát nhà tù đặt ống nhòm xuống quay người báo cáo với tạ vũ tạ vũ ngồi trước bàn làm việc rộng lớn màu đen gật đầu bình tĩnh nói từ bây giờ trại giam sẽ chuyển sang trạng thái cảnh báo cấp độ 1, thông báo cho nhóm phòng thủ quân sự theo dõi mọi động tĩnh xung quanh vùng biển ngoài ra hãy điều động thêm 2 phần ba lực lượng cảnh sát từ trong nhà tù để hỗ trợ lực lượng phòng thủ bên ngoài cảnh sát nhà tù sửng sốt, điều động 2 phần 3 cảnh sát nhà tù để hỗ trợ bên ngoài. Có phải quá nhiều không? Nếu có chuyện gì xảy ra trong tù thì sao? Trong tình trạng báo động cấp độ 1, tất cả các tù nhân trong tù sẽ bị giam giữ trong phòng giam, hơn nữa còn có hệ thống cảnh báo trí tuệ nhân tạo hàng đầu của đại hạ kiểm soát toàn bộ. Có chuyện gì có thể xảy ra? Tạ vũ phất tay, làm theo những gì tôi nói. Cảnh sát nhà tù do dự một lúc, vẫn đáp, vâng. Đợi đến khi cảnh sát nhà tù nhanh chóng rời khỏi văn phòng, tạ vũ từ từ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống trại giam trống rỗng, khóe miệng hơi nhếch lên. Đã đến lúc rồi, bên ngoài trại giam, Bách Lý Béo nằm sấp sau một tảng đá lớn, lén lút thò nửa cái đầu ra, quan sát phía trước qua chiếc kính đơn trên sống mũi. Phòng thủ nghiêm ngặt quá rồi, Bách Lý Béo rụt đầu lại, không nhịn được lên tiếng. Thật vậy, Tào Uyên thở dài, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Tôi nhớ trước đây, lực lượng phòng thủ ở đây tuy rất nghiêm ngặt nhưng cũng không đến mức nghiêm ngặt như bây giờ, chỉ riêng lính bán tỉa đã có ít nhất 12 người, Bây giờ ngay cả khi chúng ta biến thành một con ruồi, phòng trừng cũng không thể bay vào được. Có phải vì thiên thạch vừa rồi không? Bách Lý béo trầm ngâm, tôi thấy, đó không giống như một sự kiện tự nhiên tào uyên gật đầu đồng tình. xác suất thiên thạch rơi xuống vốn đã không lớn, còn không lệch đi đâu mà rơi trúng trại sam Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Hơn nữa tôi luôn cảm thấy, chuyện này hẳn có liên quan đến ba người chúng ta vừa trói. Mặc kệ họ, Bách Lý béo nhún vai, đợi cứu được thất dạ. Chúng ta quay đầu bỏ chạy, đến lúc đó họ muốn làm gì thì liên quan gì đến chúng ta. Trong số những cấm vật mà cậu sưu tầm, không có cấm vật nào có thể giúp chúng ta trực tiếp vượt qua cửa ải này sao? Có thì có nhưng hoặc là không còn tác dụng, hoặc là hiệu quả đã bị suy yếu rất nhiều bách lý báo bất lực thở dài. Tất cả các cấm vật liên quan đến không gian đều mất hiệu lực, ngay cả khi có thể sử dụng, cũng chỉ có thể dịch chuyển 2-3 mét. Căn bản không thể xuyên qua được tuyến phòng thủ dài như vậy, ngay cả dao quang cũng chỉ có thể phát ra một mét ánh sáng vàng không thể dùng một mét ánh sáng vàng này để đối phó với nhiều súng ống như vậy chứ tào uyên gật đầu điều này không có gì lạ dưới tác dụng của chấn khư bi tất cả các cấm vật sử dụng cấm khư ra bên ngoài đều mất hiệu lực chỉ có một số cấm vật vốn có chức năng đặc biệt mới có thể phát huy tác dụng vậy chúng ta phải làm sao chúng ta cứ chờ đã tào uyên trầm ngâm một lúc vì đây là lực lượng phòng thủ được tăng cường tạm thời nên sau một thời gian sẽ giảm bớt đến lúc đó chúng ta sẽ tìm cơ hội còn phải chờ nữa à bách lý béo gãi đầu đột nhiên nảy ra một ý tôi có một ý tưởng nói đi anh nói xem nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta bây giờ là gì và chạy giam chứ tào uyên nghi hoặc nhìn hắn đúng và chạy giam bách lý béo vỗ đùi vậy tôi hỏi anh nếu chúng ta muốn cướp ngục thất bại bị đám cảnh sát nhà tù bắt chúng ta sẽ bị đưa đến đâu tào uyên trầm ngâm một lúc tây thiên bách lý béo khóe miệng hơi giật giật anh lạc quan một chút đi ý tôi là nếu chúng ta chỉ định cướp ngục sau đó lương tâm trỗi dậy chủ động đầu thú cầu xin sự tha thứ thì đám cảnh sát nhà tù có thấy chúng ta anh hiểu ý tôi chứ bách lý béo nheo đôi mắt vốn đã không to điên cuồng cố gắng truyền đạt ánh mắt thấy chúng ta bị bệnh thấy chúng ta không đáng chết tôi hiểu ý cậu rồi tào uyên trầm ngâm cậu muốn nói chúng ta chủ động tìm đến họ sẽ không giết chúng ta ngay mà sẽ tìm một nơi giam chúng ta lại trước đúng bách lý béo liên tục gật đầu mà trong phạm vi ngàn dặm chỉ có một nơi có thể giam người ở cổng nhà tù đầu thú sau đó cầu xin họ nhốt chúng ta vào tù Tào uyên lẩm bẩm trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ sao tôi thấy chuyện này có vẻ không đáng tin cậy nhỉ không đáng tin cậy ở đâu rất hợp lý mà bách lý béo trợn tròn mắt khổ sở nói hoặc là anh còn cách nào để vào trại giam không ngay cả khi ở đây chờ hai ba ngày lực lượng bảo vệ yếu đi một chút chúng ta có chắc chắn đột nhập vào được không tảo uyên không nói nên lời đúng vậy ngay cả khi đã qua hai ba ngày lực lượng phòng thủ ở đây cũng không thể yếu đi được bao nhiêu vậy sau khi bị áp giải vào thì sao họ chắc chắn sẽ khám người, tự tại không gian của anh bị tịch thu, chúng ta sẽ thực sự không có cách nào cứu lâm thất dạ tào uyên lại lên tiếng. Bách Lý béo vỗ vai hắn, thở dài, vẻ mà tôi rất thất vọng về anh tôi nói này lão tào anh cũng theo tôi lâu như vậy rồi, sao vẫn còn không thông minh thế nhỉ, kế hoạch tốt nhất, chính là không có kế hoạch, đến lúc đó sẽ có cách, đợi chúng ta vào trại giam, tuy nhiên sẽ có cách, giống như bây giờ, trước khi chúng ta đến hòn đảo này, anh có nghĩ ra được ý tưởng tuyệt vời như đầu thú vào tù không, không thể nào cho nên mọi chuyện không cần phải suy nghĩ quá chu toàn dưới sự tẩy não liên tục của bách lý béo suy nghĩ của tào uyên đã hoàn toàn bị đảo lộn chỉ thấy cả đầu ong ong hắn nhìn bách lý béo lại nhìn cửa ải xa xa cắn răng được vậy làm vậy trời dần tối hoàng hôn buông xuống giữa những bức tường thép cao ngất một tay súng bắn tỉa đang ôm khẩu súng ngắm cẩn thận tuần tra xung quanh đột nhiên một bóng người thoáng qua trong ống ngắm của hắn cạc bảy tám tiếng lên đạn vang lên cùng lúc trong nháy mắt gần một nửa số tay súng bắn tỉa đều đã chuẩn bị sẵn sàng bắn chữa họng súng về phía một nơi nào đó trước cửa ải cùng lúc đó đèn pha của những chiếc xe bọc thép hạng nặng phân bố xung quanh cửa ải đột nhiên sáng lên chiếu sáng rực rỡ những góc tối trước cửa ải hàng chục lính đặc nhiệm toàn trang bị từ trên xe bọc thép hạng nặng xuống nhanh chóng hình thành vòng vây từ từ tiến về phía trước chỉ thấy trên con đường không xa hai bóng người đang từ từ tiến đến ngẩng cao đầu vẻ mặt nghiêm trang biểu cảm như thể sắp chết đặc biệt là tên mập lùn kia hai tay giơ cao quá đầu trong tay giật một tấm băng rôn không biết từ đâu ra trên đó viết mấy chữ lớn bỏ đỏ tươi đại lão tha mạng cái gì cơ trong văn phòng tạ vũ nghe thấy nội dung trong điện thoại cả người ngây ra tại chỗ có hai người muốn cướp ngục bị các anh bắt rồi vâng phó giám thị có xảy ra giao tranh không bắt thế nào sao không bắn chết luôn chuyện này nói ra thì hơi kỳ lạ tôi canh giữ ở đây nhiều năm như vậy rồi chưa từng thấy tình huống này giọng điệu của viên sĩ quan bên kia điện thoại có chút kỳ quái tóm lại không xảy ra giao tranh và họ đều rất phối hợp thái độ ừm rất thành khẩn rất thành khẩn Tạ Vũ có chút bối rối đúng vậy bình thường mà nói cả phải loại người muốn cướp ngục như vậy chúng tôi đều bắn chết tại chỗ nhưng họ lại phối hợp đến mức khó tin trong đó còn có một tên mập lùn trực tiếp nhét vào tay tôi mấy con lao lực không phải tóm lại họ nói muốn có một cơ hội để làm lại cuộc đời viên sĩ quan tham dò mở lời phó giám thị hai người này xử lý thế nào, bắn chết tại chỗ hay là tất nhiên là bắn chết tại chỗ, không, khoan đã, Tạ Vũ vốn định trực tiếp bắn chết tại chỗ, dù sao thì loại người không biết lượng sức mình như vậy cũng không phải lần đầu xuất hiện, trước đây đều giết rồi ném thẳng xuống biển, nhưng vừa nói được nửa câu, ông ta lập tức nhận ra điều gì đó, không đúng, hôm nay không phải ngày thường sắc mặt Tạ Vũ thay đổi, đi đến bên cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ, ông ta nhớ rằng ngày ảo ngôn từng nói, ngày phát tín hiệu, ông ta sẽ phái người mai phục xung quanh trại giam đời thời cơ chín mùi lập tức tấn công trại giam từ bên ngoài đánh lạc hướng sự chú ý của quân đội hôm nay ban ngày tín hiệu của ngài ảo ngôn vừa phát ra buổi tối đã có hai người muốn cướp ngục bị bắt hơn nữa thái độ cực kỳ tốt không hề chống cự chắc chắn không phải trùng hợp tạ vũ bừng tỉnh đại ngộ đã nhìn thấu mọi chuyện đúng vậy hai người này chắc chắn là tín đồ do ngài ảo ngôn sắp xếp chỉ không biết vì lý do gì lại bị quân đội canh gác bắt được có phải do hôm nay mình bố trí quá nhiều người ra bên ngoài tạo áp lực quá lớn cho họ không đã là người nhà vậy thì dễ xử lý rồi tạ vũ nghĩ thông suốt mọi chuyện lại mở miệng nói không cần bắn chết phái người áp giải họ đến đây cho tôi để tôi xem thử tình hình thế nào rõ gác máy tạ vũ nhìn hoàng hỗn ngoài cửa sổ thở dài một hơi Những tín đồ này thật khiến người ta không yên lòng trong hành lang tối tăm chật hẹp hơn 10 cảnh sát nhà tù cầm súng áp giải hai thiếu niên chậm rãi đi về phía trước bách lý phì phì đeo còng quay đầu nhìn tào uyên bên cạnh những mày với hắn, trong mắt đầy vẻ đắc ý, biểu cảm như muốn nói, thế nào, tiểu gia không đoán sai chứ, Tào Uyên lặng lẽ thở dài, chỉ cảm thấy áp lực trong lòng càng lớn, hắn nhìn bách lý phỉ phì, cũng dùng ánh mắt giao lưu, đừng vui mừng quá sớm, giao của tôi, tự tại không gian của cậu, đều bị tịch thu rồi, đát nợ chúng ta cứu thoát dạ thế nào, bách lý phỉ phì, đừng hoảng, nhất định sẽ có cách, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của tiểu gia. Tào Uyên, hai người bị áp giải đến trước một cánh cửa cảnh sát nhà tù đi sau tiến lên hai bước nhẹ nhàng gõ cửa bách lý phì phì nghi hoặc quan sát xung quanh mở miệng hỏi anh bạn đây là đâu thế chúng ta không phải nên đến nhà tù sao cảnh sát nhà tù liếc hắn một cái ít nói nhảm chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi bách lý phì phì nhún vai ngoan ngoãn ngậm miệng một lát sau cửa phòng mở ra tạ vũ mặc một chiếc áo khoác gió màu đen mặt không biểu cảm đứng sau cánh cửa ánh mắt dừng trên người hai người hiện lên vẻ lạnh nhạt phó giám thị người đã đưa đến rồi một cảnh sát nhà tù mở miệng nói tạ vũ gật đầu nhàn nhạt, nhạt mở miệng biết rồi các anh về vị trí của mình đi cảnh sát nhà tù sửng sốt giám thị chúng tôi không thể đi được lỡ như bọn họ không thành thật thì sao chúng tôi phải bảo vệ an toàn cho ngài đôi mắt tạ vũ nheo lại nhìn chằm chằm cảnh sát nhà tù vừa nói chuyện giọng nói dần trở nên lạnh lẽo anh cho rằng tôi cần các anh bảo vệ sao cảnh sát nhà tù bị ánh mắt này làm cho chấn động vội vàng cúi đầu vâng phó giám thị chúng tôi đi ngay nói xong hắn quay người lại ra hiệu cho những cảnh sát nhà tù phía sau nhanh chóng rời khỏi nơi này tạ vũ hừ lạnh một tiếng thuận tay đóng cửa phòng lại bách lý phì phì và tào uyên đứng trong văn phòng nhìn nhau đều cảm thấy có gì đó không ổn đã vào được trại giam nhưng sao lại không vào phòng giam còn chạy đến văn phòng phó giám thị đây là muốn xảy ra chuyện rồi ngay khi hai người đang thấp thỏm trong lòng tạ vũ chậm rãi đi đến trước mặt họ ánh mắt nhìn chằm chằm bách lý phì phì đang cúi đầu chậm rãi mở miệng các cậu sao lại bất cần như vậy thật sự rất xin lỗi chúng tôi biết mình sai ừm bách lý phì phì đang thành khẩn xin lỗi đột nhiên nghe thấy lời của tạ vũ liền sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn đối diện với ánh mắt của tạ vũ trong ánh mắt của ông ta tràn đầy sự quan tâm và tin tưởng như thể người đứng trước mặt ông ta không phải là tên tội phạm đang cố gắng cướp ngục mà là người anh em thất lạc nhiều năm của ông ta á à. bách lý phì phì ngơ ngác mở miệng thôi là lỗi của tôi tạ vũ thở dài Tôi chỉ nghĩ đến việc điều động hết sức cảnh sát trong trại giam nhưng lại quên mất hoàn cảnh của các cậu. Ông ta nắm chặt lấy đôi tay của Bách Lý Phỉ Phì, lắc lắc, ánh náy mở miệng, gây phiền phức cho các cậu rồi. Bách Lý Phỉ Phì Tào Uyên Bách Lý Phỉ Phì và Tào Uyên lại nhìn nhau, đều nhìn thấy sự bối rối sâu sắc trong mắt đối phương. Ờ à, Bách Lý Phỉ Phì trầm ngâm một lát, sơ đôi tay đang đeo còng lên, vỗ vai tạ vũ, không sao, không phải lỗi của anh, là chúng tôi. Sơ suất lúc này tạ vũ mới để ý bách lý phì phì vẫn còn đeo còng lập tức lấy chìa khóa trong túi ra vừa giúp hai người mở khóa vừa tự trách nói thật sự xin lỗi cấp dưới không hiểu chuyện đắc tội hai vị nhưng hai vị cũng nên hiểu tôi cũng là bất đắc dĩ dù sao muốn đứng vững trong trại giam này làm việc không thể không cẩn thận bách lý phì phì cứng ngắc gật đầu ừm um, hiểu hiểu giải xong còng cho hai người tạ vũ lại đi đến sau bàn làm việc đưa con dao của tào uyên vào túi của bách lý phì phì, phì cho họ nghiêm túc nói vũ khí của hai vị, tôi đều lấy lại cho rồi, tiện cho hai vị hành động lát nữa. Tào Uyên nhận lấy con dao, ngây ngốc nhìn một lúc lâu, sau đó lặng lẽ véo đùi mình một cái, xác nhận đây không phải là mơ, rồi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt bách lý phỉ phì. Chuyện này cũng nằm trong tính toán của cậu sao? Tạ Vũ nhìn đồng hồ trên tường, mở lời, hai vị, hiện tại toàn bộ trại giam, ngoại trừ văn phòng của tôi, mọi ngóc ngách khác đều nằm dưới sự giám sát của trí tuệ nhân tạo, đi lại lung tung sẽ chỉ gây rắc rối trước khi nhiệm vụ của tôi hoàn thành, xin hãy ở lại trong căn phòng này bách lý phỉ phỉ gãi đầu, cân nhắc nói, nhưng mà, chúng tôi cũng có việc riêng phải làm, nhiệm vụ của hai vị rất quan trọng, tôi hiểu, tả vũ nói giọng nặng nề, nhưng hiện tại thời cơ vẫn chưa chín mùi, tình hình bên bệnh viện tâm thần Dương Quang vẫn chưa rõ ràng, xin hãy bình tĩnh, nhiều nhất chỉ cần đợi thêm nửa tiếng nữa, hai vị có thể hành động nửa tiếng à. Bách lý phỉ phỉ gật đầu, được rồi, nghe anh vậy, tả vũ lại khách sáo với hai người vài câu, rồi đi ra khỏi phòng chỉ để lại bách lý phì phì và tào uyên ở lại trong phòng lão tào anh nói xem rốt cuộc là tình huống gì đây bách lý phì phì tiến đến gần tại tào uyên nhỏ giọng hỏi tào uyên nghi hoặc nhìn cậu ta hỏi tôi à tôi thấy cậu vừa rồi nói chuyện với anh ta rất trôi chảy không phải nằm trong tính toán của cậu sao nhưng tôi thật sự không ngờ năng lực của nhà họ bách lại lớn đến vậy thậm chí có thể mua chuộc cả phó giám thị của nhà tù này bách lý phì phì sửng sốt tôi không mua chuộc anh ta mà vậy thì là bố cậu mua chuộc sao tào uyên đoán có lẽ là bố cậu từ đâu đó biết được cậu sẽ đến đây cướp ngục biết rằng khó khăn trùng trùng nên đã mua chuộc giám thị ở đây giảm bớt áp lực cho cậu bách lý phỉ phỉ nhíu mày suy nghĩ một lúc có chút nghi ngờ mở lời hí thật sự là như vậy sao nhưng mà từ bao giờ bố tôi lại quan tâm đến tôi như vậy sao thế bình thường bố cậu không quan tâm đến cậu à ông ấy là người rất bận rộn làm sao có thời gian để quan tâm đến tôi chứ bách lý phỉ phỉ nhún vai những chuyện của tôi ông ấy thường rất ít khi quản thậm chí năm đó tôi nói muốn rời khỏi nhà đi làm người canh gác ông ấy cũng chẳng có phản ứng gì chỉ phái mấy người đưa tôi đi một chuyến tào uyên an ủi có lẽ ông ấy chỉ là lạnh lùng bên ngoài thôi còn bên trong biết đâu lại luôn chú ý đến hành tung của cậu nếu không thì làm sao giải thích được hành động của phó giám thị này ông ta thậm chí còn biết mục tiêu của chúng ta là bệnh viện tâm thần xương quang bách lý phỉ phí suy nghĩ kỹ càng hình như cũng đúng tào uyên bước đến bên cửa sổ nhìn xuống trại giam chống trải bên dưới mở lời dù sao thì chúng ta cũng đã thành công xâm nhập vào bên trong trại giam tiếp theo phải nghĩ cách cứu thất giả ra khỏi bệnh viện tâm thần dương quang anh từng ở trong đó chắc là đã có cách rồi chứ sau gần ấy năm tôi cũng không biết bên trong bệnh viện có thay đổi gì không tào uyên trầm ngâm một lúc tóm lại tình hình bên ngoài hiện đã bị trí tuệ nhân tạo giám sát chúng ta không thể tùy tiện rời đi chỉ có thể chờ phó giám thị đó hành động khi đã nhận hối lộ của nhà họ bách ông ta hẳn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng bách lý phì phì trực tiếp ngồi vào ghế của tạ vũ chống chân lên mặt bàn thở dài, biết sớm giám thị đã bị mua chuột, chúng ta đã không cần phải vất vả như vậy. Tạ Vũ như một bóng ma đi qua hành lang tối tăm vắng lặng, dừng lại trước một cánh cửa kim loại nặng nề. Anh kích hoạt hệ thống xác thực danh tính bên cạnh, lần lượt nhận dạng vân tay, móng mắt, nhập mật khẩu 13 chữ số, chỉ nghe một tiếng nhẹ, cánh cửa kim loại trước mặt anh từ từ mở ra, phía sau cánh cửa là phòng điều khiển trung tâm của trại giam. Tạ Vũ đi qua từng máy chủ lớn màu đen, đi thẳng đến trước bảng điều khiển trung tâm, lấy một chiếc USB nhỏ từ trong túi ra cắm vào cổng giao tiếp màn hình trên bảng điều khiển dung chuyển dữ dội phát hiện virus bên ngoài xâm nhập kích hoạt tường lửa tự động kích hoạt hệ thống báo động khẩn cấp kích hoạt thiết bị đầu cuối dự phòng đôi mắt tạ vũ nheo lại đi đến một máy chủ mở bảng điều khiển hai tay nhanh chóng thao tác tít tường lửa tự động đã ngừng kích hoạt tít hệ thống báo động khẩn cấp đã ngừng kích hoạt tít thiết bị đầu cuối dự phòng không phản hồi khoảng 2 phút sau tạ vũ quay trở lại trước bảng điều khiển lúc này màn hình vốn nhấp nháy tần số cao đã hoàn toàn ổn định mọi quyền kiểm soát đã bị phá giải. Tạ Vũ khẽ nhích mép, tiếp tục thao tác bằng điều khiển. Hệ thống giám sát khu A1, A2, A3 đã bị các hệ thống chiếu sáng đã tắt. Bạn đang xem trảm thần tại kênh YouTube di các phim. Hệ thống kiểm soát cửa tự động đã tắt, chuyển sang chế độ kiểm soát thủ công cửa phòng giam số 21.682, 33.214. 35.731 đã mở. Âm, uhm, đèn chiếu sáng của toàn bộ nhà tù chớp mắt biến mất, mọi thứ chìm vào bóng tối bóng tối đột ngột khiến tất cả các cai ngục đang canh gác đều sửng sốt không chỉ họ mà các tù nhân trong phòng giam cũng ngơ ngác chuyện gì vậy sao lại tối thế mất điện à đừng nói nhảm đây là nhà tù cho dù toàn bộ đại hạ mất điện thì ở đây cũng không thể mất điện được nhưng nó đã mất điện rồi nhanh kiểm tra xem cửa phòng giam có mở được không chết tiệt không mở được vậy thì không phải mất điện rồi có lẽ chỉ là hệ thống chiếu sáng bị hỏng chắc sẽ sớm sửa xong thôi chật tôi còn tưởng là đến lúc vượt ngục rồi chứ anh nghĩ gì thế cho dù có một cửa phòng giam cho anh thì anh dám ra ngoài không? Ra ngoài rồi thì chạy đi đâu? Tôi chỉ nói vậy thôi. Phòng giam vốn yên tĩnh giờ trở nên ồn ào vô cùng. Những cai ngục đang canh gác gần đó thấy đèn tắt, trong lòng còn giật mình nhưng giờ phát hiện cửa phòng giam vẫn chưa mở, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhóm. May quá, chỉ là hệ thống chiếu sáng bị hỏng, không có đèn thôi. Chắc sẽ sớm sửa xong thôi. Không ai để ý rằng, trong khu vực phòng giam ồn ào và tối tăm này, có ba cánh cửa phòng giam đã từ từ mo ra ba tù nhân tín đồ lặng lẽ lèn ra khỏi phòng giam của mình mò mẫm trong bóng tối đi qua hành lang đến một góc khuất nào đó đã đến hết chưa người thứ tư hạ giọng hỏi đến rồi người thứ sáu gật đầu ừ người thứ mười hai cũng gật đầu bây giờ lực lượng phòng thủ trong tù đã bị rút đi hơn một nửa cánh cửa phía đông kia phòng thủ yếu nhất chúng ta đột phá từ đó nhớ rằng môi trường tối tăm là lợi thế của chúng ta ra tay phải nhanh không được phát ra bất kỳ tiếng động nào sau khi ba người đạt thành nhất trí họ nhanh chóng di chuyển trong bóng tối đến cửa đông của khu vực phòng giam mặc dù không nhìn thấy gì nhưng họ vẫn có thể linh hoạt tránh được mọi chướng ngại vật như thể đã diễn tập nhiều lần ngay khi họ đi qua cửa một phòng giam nào đó an khanh ngư trong phòng giam khẽ kêu lên một tiếng quay đầu nhìn lại trong mắt hiện lên một tia sáng xám nhạt ba tín đồ thân thủ cực kỳ tốt lặng lẽ hạ gục mấy tên canh ngục canh giữ ở cửa sau đó dùng chìa khóa mở cửa lớn nhanh chóng rời khỏi khu vực phòng giam trong phòng giam an khanh ngư tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình nhờ đôi mắt đó nhẹ nhàng xoa cầm, chìm vào suy tư. Quả nhiên, mọi chuyện trở nên thú vị rồi. Trên sân hoạt động ngoài trời tối đen như mực, ba bóng người nhanh chóng tiến về phía trước, tất cả đèn ở đây đều đã tắt. Hệ thống giám sát hoàn toàn tê liệt, nơi này đã trở thành một khu rừng tối tăm. Đầu tiên, họ đến nhà vệ sinh ở tầng 1, lấy ra con dao chặt, búa và các công cụ khác mà tạ vũ dấu dưới gạch lát nền. Vòng qua vài tòa nhà rồi dừng lại trước một khoảng đất trống. Có phải chỗ này không? Người thứ sáu khẽ lên tiếng. Người thứ tư quan sát kỹ một lúc, gật đầu chắc chắn đúng vậy theo thông tin tạ vũ cung cấp bia trấn ải nằm ở đây hai người quay đầu nhìn người thứ 12 im lặng phía sau người này gật đầu cởi áo nằm xuống tại chỗ hít một hơi thật sâu được rồi tôi đã chuẩn bị sau người thứ sáu cầm con dao trên tay từ từ lên tiếng anh còn lời chăn chối nào không người thứ 12 im lặng một lúc hãy nói với ngài lời thì thầm rằng được hiến dâng mạng sống cho ngài ấy là vinh hạnh của tôi người thứ tư gật đầu tôi sẽ chuyển lời đúng rồi người thứ 12 đột nhiên nghĩ ra điều gì đó sau khi các anh khôi phục sức mạnh, hãy nhớ giết chết Hàn Kim Long giúp tôi, thì diện của chúng ta tín đồ, không thể mất được. Yên tâm đi, đôi mắt của người thứ tư hơi nheo lại, trong mắt hiện lên sát khí lạnh lẽo. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết, cầu chết không được, ra tay đi. Người thứ sáu gồm một tiếng, nhanh như chớp dùng con dao trong tay cắt đứt cổ họng của người thứ mười hai, kết liễu mạng sống của hắn ta trong nháy mắt, khiến hắn ta chết gần như không đau đớn. Sau đó, hắn ta đặt lưỡi dao vào dưới lồng ngực của người thứ mười hai đâm thủng da thịt, từ từ rạch xuống. Vài phút sau, người thứ sáu từ từ đứng dậy, trên tay hắn ta có thêm một quả cầu dính đầy máu và dịch dạ dày, to bằng quả trứng ngỗng. Hắn ta đặt quả cầu xuống đất, người thứ tư giờ búa lên, đập mạnh vào bề mặt quả cầu. Âm! Um. Một tiếng động trầm đục vang lên, quả cầu màu đen vỡ tan trong nháy mắt, một lưỡi dao bằng đồng dài khoảng 4-5cm rơi ra từ bên trong, thân dao tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, phát ra hơi thở bí ẩn. Người thứ tư khom người xuống, Cẩn thận cầm ngực lưỡi dao bằng đồng trên tay, đi đến trước khoảng đất trống, hùng hăng đâm lưỡi dao vào không khí hư vô, keng, lưỡi dao dài qua không khí, phát ra tiếng vo ve nhẹ, đột nhiên như chạm phải thứ gì đó, đâm thủng không gian một lỗ nhỏ, trong không khí đen kịt, như thể có một lỗ hồng bằng ngón tay cái, người thứ tư cúi người đưa mắt đến trước lỗ hồng, chỉ thấy sau lỗ hồng đó là một tấm bia đá đen cao sừng sững. Hiệu quả, thứ này thực sự có thể phá vỡ cảnh của phu tử. Người thứ sáu thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ kích động. Đây chính là phá vọng chi nhận của trình tự 35, lưỡi dao chỉ đến hầu hết các cấm khư đều sẽ bị vô hiệu hóa, chuyên phá loại cấm khư dạng phong ấn, ngay cả cảnh của phu tử cũng không thể chống lại đòn tấn công của nó, người thứ tư bình tĩnh nói, tất nhiên, đây là trong trường hợp bản thân phu tử không có ở đây, nếu không thì với lỗ hồng nhỏ như vậy, ông ta có thể sửa chữa ngay lập tức còn bao lâu nữa mới có thể đục được một lỗ hồng đủ để chúng ta chui qua, ít nhất phải 2 phút, người thứ tư dùng lưỡi dao bằng đồng trong tay, liên tục đục vào lỗ hồng đó từng chút một phá vỡ cảnh của trái tim. May mắn thay, tuyệt lưỡi dao bằng đồng đục vào cảnh của trái tim phu tử sẽ không phát ra tiếng động, người thứ tư vất và đục trong một thời gian dài, cũng không có ai phát hiện ra, cuối cùng vẫn thành công mở rộng lỗ hổng đến mức đủ để một người chui qua. Tiếp theo, giao cho anh, người thứ tư quay đầu nói với người thứ sáu, người thứ sáu gật đầu, cũng xác của người thứ 12 vẫn còn hơi ấm trên lưng, chui qua lỗ hổng đó, tiến vào cảnh của trái tim ẩn chứa bia chấn ải, hắn cắt đứt mạch máu của người thứ 12, một lượng lớn máu phun ra trên cây búa trong tay hắn chỉ thấy lớp vết máu cổ xưa trên bề mặt cây búa như sống lại trong nháy mắt đã nuốt trưởng toàn bộ máu tươi ngay sau đó trọng lượng của cây búa này tăng lên gấp bội một cách kỳ lạ người thứ sáu chỉ cảm thấy tay phải trùng xuống hắn chỉ có thể dùng cả hai tay nắm chặt cán búa mới miễn cưỡng nâng nó lên được hắn cầm cây búa màu máu đứng trước bia chấn ải cao sừng sững hít một hơi thật sâu từ từ giơ cán búa trong tay lên ầm ầm rơi xuống ầm trên bề mặt bia chấn ải xuất hiện một vết nứt dữ dội trai giới sở nhà tù ừm an khanh ngư đột nhiên mở mắt cúi đầu nhìn cơ thể mình trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc hắn giơ lòng bàn tay ra nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống khoảnh khắc tiếp theo một bông tinh thể băng lơ lửng ngưng tụ trên đầu ngón tay hắn áp chế của bia chấn ải đã nới lỏng rồi sao sắc mặt an khanh ngư trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở vốn áp chế mọi cấm khư lúc này đã bị suy yếu đi một nửa Mặc dù hiệu quả áp chế vẫn còn nhưng hắn đã có thể giải phóng cấm khư của mình ra ngoài, không chỉ hắn, những tù nhân khác cũng phát hiện ra điều này. Trong phòng giam tối tăm, các tù nhân cẩn thận cảm nhận sức mạnh mà bây giờ họ có thể sử dụng, trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng, rồi bắt đầu suy nghĩ kỹ càng, với mức độ sức mạnh này, có thể vượt ngục từ đây không? Ngay lúc này, một tiếng động trầm đục truyền đến từ sân hoạt động, hơi thở áp chế cấm khư của mọi người lại bị suy yếu thêm một đoạn lớn, nếu như trước đây họ có thể phát huy Đại khái là tương đương với sức mạnh của cảnh giới tràn, thì bây giờ, giới hạn này đã được nâng lên đến đỉnh cảnh giới Trì. Ánh mắt của các tù nhân dần sáng lên, chỉ còn một chút nữa, chỉ còn một chút nữa thôi. Bên ngoài này, có rất nhiều quân đội đóng quân, chỉ dựa vào sức mạnh của cảnh giới Trì, vẫn không thể xông ra khỏi đây, bọn họ cần nhiều sức mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, đã có một số tù nhân bắt đầu không nhịn được nữa, bọn họ nheo mắt, từng chút một di chuyển về phía cửa sắt của phòng giam, trong mắt hiện lên sự phấn khích và điên cuồng chưa từng có. Âm uhm tiếng búa thứ ba vang lên hơi thở đó lại suy yếu thêm bây giờ xiềng xích sức mạnh của bọn họ đã được nâng lên đến cảnh giới xuyên mà một số ít tù nhân có cảnh giới vốn đã rất cao thậm chí còn trực tiếp phá vỡ sừng xích đủ để phát huy thực lực của cảnh giới hải ha 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 trời giúp ta cũng một tiếng gào thét vang lên ngay sau đó là tiếng cửa sắt phòng giam vỡ tan một tù nhân đi đầu phá vỡ sự im lặng cười lớn xông ra khỏi phòng giam tiếp theo tiếng cửa sắt vỡ ầm ầm truyền ra từ khắp các phòng giam trong bóng tối vô số tù nhân như đã thú thoát ra khỏi lồng lộ ra móng phút dữ tợn của mình cuộc bạo động bắt đầu từ đây sau ba nhát búa máu trên bề mặt cây búa lớn trong tay người thứ sáu rút đi như thủy triều chết tiệt số lần sử dụng búa máu đã hết người thứ sáu nhìn vào tấm bia chấn áp trước mặt để vết nứt trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng nếu có thêm hai nhát búa nữa nhất định có thể đập nát nó tiếng súng dày đặc truyền đến từ xa tiếng nổ tiếng kêu thảm thiết tiếng cười man dựa hòa vào nhau hoàn toàn xé tan màn đêm tĩnh lặng. Ngay sau đó, một vài vật thể hình quả lựu đạn rơi xuống từ trên cao, rơi xuống gần hai người, khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng trắng trói mắt bùng nổ, chiếu sáng xung quanh như ban ngày. Thân ảnh của người thứ sáu và người thứ tư hoàn toàn lộ ra trong ánh sáng trắng ầm 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 tiếng súng bắn tỉa dày đặc truyền đến từ tháp canh trên bức tường thép. Những viên đạn bay tới như mưa về phía họ. Người thứ tư hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay lên, tất cả những viên đạn đều dừng lại trong không khí cách anh ta 3 mét, đan xen thành một bức tường đạn. Không thể tiến thêm phần nào, chuyện đã nằm trong dự liệu, một tấm bia trấn áp quy mô như vậy, không thể dễ dàng phá hủy được người thứ tư đứng trước bức tường đạn dày đặc, bình tĩnh nói, mặc dù chưa khôi phục toàn bộ sức mạnh nhưng chỉ với cảnh giới vô lượng, đã đủ để hoàn thành nhiệm vụ mà ngôn ngữ đại nhân giao phó, chúng ta không thể lãng phí thời gian ở đây, nói xong, anh ta vung tay đang giơ cao trên không xuống, khoảnh khắc tiếp theo, tất cả những viên đạn đều bay ngược ra ngoài, bắn trở lại tháp canh ban đầu, những đó hoa máu bắn tung tóe dưới bầu trời đêm đen kịt người thứ sáu chui ra khỏi lỗ hổng của cành nhìn vào nhà tù hỗn loạn ở đằng xa khóe miệng hơi nhếch lên hy vọng đám ngu ngốc đó có thể phát huy tác dụng giúp chúng ta kiềm chế thêm một số lực lượng phòng thủ dừng chết hết quá nhanh chết hết cũng không sao người thứ tư thờ ơ nói trong trai giới này không thể sử dụng cấm khư 90% lực lượng đồn trú ở đây đều là quân đội không có cấm khư những người canh gác ít ỏi sở hữu cấm khư cao nhất cũng chỉ ở cành giới hải bây giờ phu tử không có ở đây tạ vũ lại là người của chúng ta trong trai giới này không còn ai mạnh hơn ta nữa cũng đúng huống hồ bên ngoài còn có người do ngôn ngữ đại nhân bố trí giúp chúng ta thu hút hỏa lực cộng thêm cuộc bạo loạn của tù nhân bọn họ căn bản không có thời gian để để ý đến chúng ta người thứ sáu nhẹ nhõm nói cho nên đôi mắt của người thứ tư hơi nheo lại trước khi hoàn thành nhiệm vụ chúng ta còn có thể làm một số việc mà mình muốn làm người thứ sáu quay đầu nhìn về phía nhà tù hỗn loạn khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng đã đến lúc tính sổ rồi bệnh viện tâm thần dương quang trong căn phòng kim loại Lâm thất giả đang nằm trên giường chơi Switch thì đột nhiên khựng lại, bật dây, sức mạnh chấn áp cấm khư đã bị suy yếu rất nhiều, tấm bia chấn áp xảy ra chuyện rồi sao? Lâm thất giả lập tức nhận ra vấn đề, nhưng mà, tấm bia chấn áp không phải được phu tử giấu trong cảnh sao, sao lại có thể xảy ra chuyện được? Lâm thất giả nghĩ đến thiên thạch rơi xuống vào ban ngày, lông mày nhíu chặt lại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn có mối liên hệ nào đó giữa hai sự việc này. Bây giờ tác dụng của bia chấn áp đã bị suy yếu đám tù nhân trong nhà tù chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn ở trong tù biết đâu bên ngoài đã loạn thành một đoàn có lẽ bây giờ chính là thời cơ tốt để vượt ngục ánh mắt lâm thất dạ sáng lên hắn không vội hành động mà kìm nén sự nóng vội trong lòng cẩn thận suy nghĩ về tính khả thi của việc vượt ngục vì nhà tù đã loạn đây chắc chắn là thời cơ tốt nhất để trà trộn vào đám đông nhưng vấn đề là hắn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì là tai nạn sao hay là kẻ địch bên ngoài tấn công sức mạnh của kẻ địch như thế nào chắc chắn là có cơ hội nhưng đi kèm với nó là những rủi ro chưa biết lâm thất dạ trầm ngâm một lúc vẫn hạ quyết tâm chuẩn bị nắm bắt cơ hội này thực hiện vượt ngục một mặt là vì cơ hội này thực sự khó có được nếu bỏ lỡ lần này sau này rất khó có cơ hội khác mặt khác hắn nghĩ đến việc nhà tù đã loạn chắc chắn an khanh ngư cũng đang ở trong vòng xoáy mặc dù hắn tin rằng với trí tuệ và sức mạnh của an khanh ngư sẽ không có gì bất ngờ xảy ra nhưng vẫn có chút không yên tâm hơn nữa biết đâu an khanh ngư đã tìm ra cách vượt ngục trong lúc hỗn loạn vì đã hạ quyết tâm lâm thất giả không chút do dự đứng dậy nhấn nút gọi y tá một lát sau có y tá gõ cửa đi vào sao vậy y tá nghi hoặc hỏi lâm thất giả vừa ôm bụng vừa mở cửa nhà vệ sinh chỉ vào bên trong nói bồn cầu hỏng rồi anh mau xem giúp tôi y tá sửng sốt gãi đầu không nghĩ nhiều liền đi vào nhà vệ sinh đôi mắt lâm thất giả hơi nheo lại đi theo sau hắn vào sau đó phản tay khóa cửa nhà vệ sinh lại hai giây sau một tiếng rên khẽ mơ hồ truyền ra từ nhà vệ sinh nửa phút sau y tá mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài vừa đi vừa nói với nhà vệ sinh chỉ hơi tắc một chút không có vấn đề gì sau này nếu gặp tình huống này nữa tự lấy cái thụt bồn cầu thông một chút là được tối đi chốc nhé nói xong hắn đóng cửa nhà vệ sinh lại y tá liếc nhìn camera giám sát lắp trong phòng trực tiếp đẩy cửa phòng kim loại ra bước ra ngoài tiện tay đóng cửa lại hắn đi thẳng đến cửa khu vực giám sát bên ngoài thành thạo nhập một loạt mật khẩu theo một tiếng động nhẹ cánh cửa nặng nề từ từ mở ra Lão viên, thế nào? Bệnh nhân nói gì? Một nhân viên nghiên cứu thấy hắn đi ra, nghi hoặc hỏi, y tá xua tay, "Không sao, chỉ là bồn cầu hơi tắc, tôi dùng thụt bồn cầu thông một chút là được, bây giờ đang đi vệ sinh trong đó ồ." Nhân viên nghiên cứu gật đầu, rồi quay người rời đi. Ánh mắt y tá lướt qua toàn bộ phòng nghiên cứu, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi ra, đi vào hành lang. Ngay sau đó, y tá đã chết lặng tại chỗ, chỉ thấy ở đầu bên kia hành lang, Ngô lão cẩu mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng đang ngồi xổm ở đó cúi đầu nhìn khoảng đất trống dưới chân mà ngần người hắn quay đầu nhìn y tá đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia sáng tỏ có chút kinh ngạc nói tôi còn tưởng anh cần tôi giúp mới có thể rời khỏi đây bây giờ xem ra là tôi đã đánh giá thấp anh rồi y tá không hẳn là lâm thất dạ sử dụng ma pháp biến hình thành y tá lông mày hơi nhíu lại trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc sao anh ngại ở đây anh cũng lẻn ra ngoài sao tôi không ra ngoài là anh đang nằm mơ ngô lão cổ nhún vai tôi đang nằm mơ sao lâm thất dạ sửng sốt tất cả những thứ này đều là giả sao không những thứ này đều là thật bây giờ anh đang đứng ở hành lang bên ngoài phòng nghiên cứu chỉ là tôi tạm thời kéo anh vào trong giấc mơ mà thôi ngô lão cẩu bình tĩnh nói từ lúc mở cửa đã bị kéo vào trong mộng cảnh sao lâm thất dạ lập tức nhận ra sau khi tác dụng chấn áp của bia chấn áp thần khư suy hiếu sức mạnh của ngô lão cẩu cũng đã khôi phục đến mức khủng bố có thể trong nháy mắt kéo đối phương vào trong mộng cảnh trong thực chiến chắc chắn là một loại năng lực vô cùng đáng sợ ngay cả với thực lực hiện tại của lâm thất dạ vậy mà lại không hề phát hiện ra bản thân hắn rốt cuộc là cảnh giới gì vô lượng hay là lên anh biết bên ngoài xảy ra chuyện gì không lâm thất dạ hỏi biết một chút ngô lão cầu gật đầu bọn họ là đến vì tôi nghe được câu này lâm thất dạ hơi sửng sốt sau đó lập tức nhận ra điểm mấu chốt mục tiêu của bọn họ là bệnh viện tâm thần này sao ừ. ngô lão cầu chậm rãi đứng dậy dưới mái tóc ổ gà rối bù đôi mắt tràn đầy sự bình tĩnh trai giới sở hiện tại gần như không có ai có thể ngăn cản được bọn họ bệnh viện này sớm muộn gì cũng sẽ thất thủ anh nên rời khỏi đây đi vậy còn anh anh sẽ thế nào gần như không có ai có thể ngăn cản được bọn họ không có nghĩa là tôi không thể giọng nói của ngô lão cẩu không lớn nhưng trong ngữ khí lại ẩn chứa sự tự tin vô song hắn nhìn chằm chằm lâm thất dạ nhẹ nhàng vẫy tay mảnh mộng cảnh này liền nhanh chóng vỡ tan ngay lúc này lâm thất dạ như nghĩ đến điều gì vội vàng mở miệng hỏi mật ngữ hôm nay là gì ngô lão cẩu nhìn hắn đầy thâm ý thân hình dần nhạt nhòa trong không khí chỉ để lại một câu lơ lửng bên cạnh lâm thất dạ anh biết câu trả lời mà trong hành lang trống trải, Lâm Thất Dạ đồn ngột hoàn hồn, tinh thần có chút hoảng hốt. Lúc này, hắn đang đứng trước cửa phòng nghiên cứu, qua lớp kính trong suốt, hắn có thể nhìn rõ những nhà nghiên cứu đang bận rộn bên trong, còn tất cả mọi thứ vừa rồi dường như chưa từng xảy ra. Trong mộng cảnh, hắn và Ngô lão Cầu ít nhất đã trao đổi với nhau hai phút, mà bây giờ xem ra chỉ mới trôi qua vài giây mà thôi. Sự kỳ nói đó là một giấc mơ thì không bằng nói là một lần ngẩn người mất tập trung thì đúng hơn. Tôi biết câu trả lời Lâm Thất Dạ lẩm bẩm câu nói của Ngô lão cẩu, lông mày nhíu chặt, tối hôm trước, Ngô lão cẩu không hề nói cho hắn biết mật ngữ hôm nay, hắn làm sao có thể biết được mật ngữ hôm nay là gì, hơn nữa, hôm nay bên ngoài xảy ra chuyện, cho dù có nói ra mật ngữ, cũng chưa chắc sẽ thả hắn ra. Lâm Thất Dạ lắc đầu, tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp này, đi thẳng về hướng rời khỏi bệnh viện, dù là nói mật ngữ cũng được, hay dùng vũ lực rời đi cũng được, từ lúc hắn đánh nhất y tá biến thành dáng vẻ của đối phương, ung dung đi ra từ bên trong. Hắn đã không còn đường lui nữa rồi, vân tay, mống mắt, thẻ công tác, mật khẩu, Lâm Thất Dạ dễ dàng vượt qua từng cửa ải, dưới phép biến hình của Merlin, hắn đã hoàn toàn biến thành dáng vẻ của người y tá kia, bất kể là chi tiết nào trên cơ thể cũng đều giống hệt đối phương, không hề có bất kỳ sơ hở nào, cho dù có lấy DNA đi xét nghiệm thì kết quả cũng sẽ giống nhau, hoàn toàn biến thành một người khác, một sinh vật khác, có lẽ đây chính là điều đáng sợ của ma thuật Merlin, đi qua tất cả các cửa ải Lâm thất dạ dừng bước trước cánh cửa trong suốt quen thuộc kia, trong lòng có chút lo lắng, đây là cửa ải mà hắn không chắc chắn nhất trong tất cả các cửa ải. Người canh gác lâm thất dạ, xin hãy trả lời mật ngữ hôm nay dạo nam trầm thấp truyền ra từ loa, đồng tử của lâm thất dạ đột nhiên co lại, hắn cúi đầu nhìn cơ thể mình, sau khi xác nhận mình vẫn là dáng vẻ của người y tá, trong lòng tràn đầy sự kinh ngạc và nghi hoặc với dáng vẻ hiện tại của hắn, rõ ràng là không ai có thể nhận ra hắn mới đúng, chẳng lẽ là hành động trước đó đã xảy ra vấn đề gì sao? hay là bọn họ đã phát hiện ra người y tá bị ánh ngất trong nhà vệ sinh? Không, không nên nhanh như vậy. Bây giờ trong toàn bộ bệnh viện chỉ có một người biết được thân phận thực sự của hắn. Lâm thất dạ ngẩng đầu nhìn về phía loa, trong đầu hiện lên một suy nghĩ táo bạo. Nếu đêm tối cuối cùng buông xuống, giọng người đàn ông từ từ truyền đến. Nghe được câu này, Lâm thất dạ hoàn toàn tin chắc vào suy nghĩ trong lòng mình, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trả lời: Ta sẽ đứng trước muôn người, vung đao xuống vực sâu, máu nhuộm trời cao, mật ngữ chính xác thuận buồm xuôi gió giọng người đàn ông biến mất chỉ nghe thấy một tiếng động nhẹ cánh cửa trong suốt trước mặt lâm thất dạ đã được mở ra bên ngoài bầu trời đêm đen kịt ngọn lửa đỏ thẫm đang cháy trong tòa nhà xa xa soi sáng một góc màn đêm đang buông xuống thuận buồm xuôi gió sao lâm thất dạ nhớ rất rõ trước đây mỗi lần người y tá trả lời đúng mật ngữ câu trả lời của đối phương đều là mật ngữ chính xác xin hãy đi qua còn lần này lại là thuận buồm xuôi gió nếu hắn đoán không nhầm thì người phụ trách đối chiếu mật ngữ đã bị ngô lão cẩu kéo vào trong mộng cảnh. Nói cách khác, người vừa đối thoại với lâm thất giả dạ thực chất chính là ngô lão cẩu. Hắn nói sẽ giúp mình rời khỏi đây. Hóa ra là có ý này. Lâm thất giả dạ đi qua cánh cửa trong suốt, quay đầu nhìn lại bệnh viện tâm thần quen thuộc này, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Tốt nhất là đừng quay lại nữa. Hắn lẩm bẩm. Sau đó quay người bước vào màn đêm. Bên ngoài chai giấy sở, người thứ hai khẽ búng ngón tay, sợi dây trên người ba người lập tức đứt ra. Thẩm Thanh Trúc đứng dậy, phùi bụi trên người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đỏ thẫm xa xa đôi mắt hơi nhau lại thật không ngờ lại trói chúng ta đến tận tối nếu để lão tử nhìn thấy tên mập kia nhất định phải lột xa hắn ra người thứ năm xoa xoa bờ vai cứng đờ ngáp một cái người có thể ngủ một mạch đến tối cũng lợi hại lắm người thứ hai lạnh lùng nói bị trói thế này thì làm được gì chứ không ngủ thì làm gì người thứ năm hoạt động cơ thể nhìn về phía cảnh hỗn loạn xa xa ồ đã náo nhiệt thế này rồi sao chúng ta có nên ra sân không theo ngươi thì sao? Người thứ hai hừ lạnh một tiếng, bên trong chắc đã bắt đầu hành động rồi, chúng ta phải nhanh chóng gây áp lực cho trai giới sở từ bên ngoài, kiềm chế hỏa lực của chúng nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía thẩm thanh trúc, nửa chế giễu nói, người mới, thực lực của người quá yếu, cứ đứng đây mà xem đi, nếu không bị tên lửa đánh thành cho thì còn liên lụy chúng ta phải chịu phát, thẩm thanh trúc không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, không biết biểu cảm dưới trước mặt nạ cáo trắng là gì, bị kìm hãm ở cảnh giới vô lượng sao nhưng cũng đủ dùng rồi người thứ hai nhàn nhạt, nhạt, mở miệng, hai tay đặt trước hư không xé một cái, lập tức xé rách một góc không gian. Phía bên kia khe nứt không gian chính là cổng chính của trai giới sở đang hỗn loạn, đôi mắt hắn hơi nheo lại, trong mắt hiện lên sát khí cuồn cuộn, thân hình lóe lên một cái liền xông vào trong, người thứ năm theo sát phía sau. Sau khi hai người đi vào, khe nứt không gian tự động đóng lại, thẩm thanh trúc ngẩng đầu nhìn về phía xa, ngay giây tiếp theo, hướng cổng chính trai giới sở, tiếng nổ kinh hoàng bùng lên kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người